Hiện nay có hai theo giáo trình này theo hướng dẫn có hai cách trích dẫn là trích dẫn theo cách Harvard và cách dẫn theo Vancouver. Thì trích dẫn Harvard là dùng cho các ngành thuộc khối khoa học xã hội, còn trích dẫn Vancouver thuộc cho các ngành khoa học tự nhiên. Nên ở đây tôi chỉ đề cập về trích dẫn Harvard, một trích dẫn rất là phổ biến mà nhiều trường đại học và các bậc từ cử nhân cho đến tiến sĩ mọi người vẫn thường dùng để trích dẫn tài liệu tham khảo. Đối với trích dẫn Harvard thì nó yêu cầu một số thông tin nhất định như sau là tên họ của tác giả, năm xuất bản và số trang mà bạn đã trực tiếp trích dẫn tài liệu. Và cuối cùng tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cách trích dẫn theo kiểu Harvard. Đầu tiên đó là tên tác giả, thứ hai đó là năm xuất bản cái tài liệu này, thứ ba là tên của tài liệu và phải cho biết là phiên bản in ấn lần thứ mấy, và cuối cùng đó là tên của nhà xuất bản. Tôi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe về phần tìm kiếm tài liệu.